Ok, và đây là trường mình và mình mới vừa xong ngày học hôm nay ấy. Hết mẹ tiết. Nào có 4 tiết thôi. Cuối tuần mà. Đây là Cái gì? New Pro. Khuôn viên cũng khá là rộng. Đây mới là cái sân trước. Còn cái sân banh thì nằm ở trong kia. Còn cái nhảy đáy nữa. Vãi. Ở trong kia là cái nhà để địa đái bla bla bla. Lớp bên này nằm bên góc bên kia. Ok, bây giờ mình sẽ ngồi tí và mình sẽ đánh một vòng xuống sân banh. Điệp mẹ mày. Mẹ mày. Đây là cái nhà thi đấu đa năng và mình néo có thể vào trong được. Chiều nay vô nhà ở trên em phải dục. Ủa không, mà bị dục chứ. Còn hình như trường mình là top 33 đúng không? Top 33. Top 33 Việt Nam, trường cấp 3. Trường cấp 3 ở Việt Nam Ừ. Trường mấy cái hệ thống trường chuyên thôi. Rồi trường mình đứng thứ 33. Đây là sân bóng. Ôi, con mẹ nó khóa cửa rồi. Ok, sân này là dùng để đá 7 người, 6 người. Trong kia là hồ bơi. Còn bên kia là tennis. Sân tennis. Hình như đó có sự cố gì á. Nên là bỏ. Đây là nguyên trưởng. Ông sinh năm 1822 vẫn năm 1888. Và sau đó, sau 2 năm nữa Bác Hồ đã được ra đời. Bác Hồ 890 đúng không? Ủa phải không ta? Tới 1890. Đây mà sao over. Màu hả? Ờ đúng. Và chùa mình có quan điểm thú vị là trường mình nó có một cái đặc điểm là mỗi ở mỗi một cái góc nào đó sẽ có một cái con mẹ thầy. Có một cái góc nào đó thì nó sẽ có một cái sân bóng gỗ, một cái ổ để úp gỗ. Như ở chỗ đó là hai cái cây bóng gỗ, còn ở trong đó là một cái mình đã quay hồi nãy. Cái giờ chim hả? Ừ, không điệp mẹ chim nữa. Và lâu lâu thì trên mấy nhánh cây này sẽ có một số một con gắn Lục và mình cũng hơi không thể biết trước là con gắn lục nó sẽ gớt lúc nào. Mình muốn xem như các bạn xem một con chim mà không có một con chim nữa. Đó là cái khu trước đây. Rất là rộng so phát trường. Ồ, đây là cái nhà truyền thống, nơi là đây là cái nơi mà sao nhỉ, để tất cả những di vật cũ của trường mình từ năm 1879 tới bây giờ. 1879. Ok, và mình đang đang buổi chiều ở trong trường, mới vừa lao động xong cái kiểu cũng đã đi. Anh đi ngồi sáng nè. Hiện tại đang xem đá bóng Việt Nam đang cạch mặt với Ả Rập Xê Út nè. UAE. Ủa ai em? Cái tiểu vương quốc Ả Rập. Xẻo như Ả Rập. Quên mẹ. Ờ, biết không? Tao không biết nữa, mày đi mày lại lại. Bút đi nữa hả? Làm thuyết trình vậy? Làm thuyết trình lịch sử. Lên! Oh man, what the fuck? Ok, mình đang ngồi giữa đường luôn. Tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục đi, về tư liệu hả? Mẹ cứ nói tao không quay mặt mày. Rồi, nói đi. Nói đi, nói đi, nói đi.
Để đạt được năng suất cao, cày cấy đúng thời vụ thì những người nông dân phải luôn luôn trong trời trong đất. Vì vậy dần dần họ biết đến sự chuyển động của mặt trăng và mặt trời. Phải chưa? Rồi đó, chỉ là chưa mặt trăng. Của mặt trăng và mặt trời. Từ đó họ sáng tạo ra nông lịch. Họ biết được rằng một năm có 365 ngày và được chia thành 12 tháng. Wow. Ok man, được rồi, tốt rồi. Nói chung là được cái đầu đó. Ví dụ mà mốt đem cái lời cắm cái micro nói được. Không, mày nói cái lớp đủ nghe rồi. Thôi được rồi anh ơi, cái gì? Sắp về. Mày sao? Mày ý kiến gì?